Thưa quý vị, song song với việc tổ chức nhiều chương trình kích cầu kết nối khai trương các đường bay mới, nối lại đường bay đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Đà Nẵng đang dừng hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, điểm đến để thu hút du khách trong và ngoài nước. Công tác xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch Đà Nẵng được quan tâm. Tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại một số thị trường quốc tế trọng điểm, xúc tiến khôi phục đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, hiện đã có 12 đường bay. Đây là lợi thế để Đà Nẵng thu hút khách quốc tế trở lại so với thời kỳ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Nhờ đó, lũy kế 11 tháng năm 2022, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 3,375 triệu lượt, tăng 197,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 418,17 ngàn lượt, tăng 329,7%. Khách trong nước gần 2,96 triệu lượt, tăng 185,2%. Tôi bất ngờ vì được thành phố Đà Nẵng đón tiếp nồng nhiệt ngay tại sân bay, thực sự ấn tượng ban đầu với thành phố rất tốt. Tôi quyết định đi Đà Nẵng là vì nhìn thấy hình ảnh của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng rất đẹp, lung linh. Ba tôi dự định sẽ tham quan và chụp ảnh tại Cầu Rồng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, một số nhà thờ có kiến trúc đẹp. Với mục tiêu gia tăng lượng khách quốc tế đến thành phố vào những tháng cuối năm, cũng như trong năm 2023, các công ty lữ hành trên địa bàn đã tăng cường kết nối với các công ty lữ hành của nhiều quốc gia, trong đó chú trọng đến thị trường Đông Nam Á. Công ty chúng tôi nhận được nhiều lượng booking đến thành phố Đà Nẵng của khách Malaysia trong dịp cuối năm nay. Chúng tôi xây dựng các tour liên kết địa phương, khách thường chọn tham quan tại Bà Nà Hills, biển Đà Nẵng, Cầu Rồng và Huế. Khách cũng rất thích ẩm thực địa phương. Trong tháng cuối năm 2022, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai các nội dung và công tác xúc tiến quảng bá du khách. Theo đó, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kế hoạch triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng giai đoạn cuối năm 2022 và năm 2023, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch năm 2023, phối hợp triển khai hỗ trợ du lịch quốc tế Đà Nẵng VITM Đà Nẵng 2022, triển khai công tác tổ chức sự kiện lễ hội chào năm mới 2023, tổ chức ký kết hợp tác với hãng hàng không Việt Nam Airlines giai đoạn 2023-2027. Tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, cảng hàng không để xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, đồng thời triển khai chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.